Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp sản xuất nhôm xây dựng nói chung và nhôm thanh định hình là một trong những ngành có tiềm năng phát triển lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, để thu hút được người tiêu dùng thì các nhà sản xuất trong nước phải coi trọng về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Trong những năm gần đây, thị trường xây dựng phát triển, kéo theo nhu cầu sử dụng thanh nhôm định hình làm nội ngoại thất các công trình không ngừng tăng cao, thị trường nhôm sản xuất trong nước phát triển mạnh với hàng chục nhà máy được mở rộng và xây mới. Hội Nhôm Thanh Định Hình Việt Nam cho biết, nền công nghiệp sản xuất nhôm thanh định hình đang có sự phát triển mạnh mẽ. Doanh nghiệp trong nước đã biết nắm bắt xu thế chung của thế giới để sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu của thị trường và hướng tới xuất khẩu. Thứ nhất là chúng tôi là đào tạo cán bộ và đã là lấy cái công nghệ nên là tiên tiến nhất để vào áp dụng để cái sản phẩm nhôm Việt Nam này nó không có thua kém gì các mặt hàng nhôm ngoại nhập, nên chúng chất lượng này sẽ đảm bảo là đúng theo tiêu chuẩn quốc tế mà chúng tôi sẽ đề ra, nó là giảm tối thiểu cái hàng ngoại nhập vào thị trường Việt Nam. Thì chúng tôi cũng có cái định hướng thúc đẩy cái sản phẩm nhôm công nghiệp hay là nhôm ngành xây dựng tiến tỷ lệ làm sao nó là mấy chục phần trăm xuất khẩu đi thế là thị trường các nước trên toàn thế giới. Là thành viên Hội Nhôm Thanh Định Hình Việt Nam, từ năm 2014, công ty nhôm Nam Sung đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy công suất hơn 7.000 tấn sản phẩm một năm với hệ thống máy móc dây chuyền hiện đại, tự động hóa cao của các nước cung cấp công nghệ sản xuất nhôm tiên tiến trên thế giới như Cộng hòa Liên bang Đức để sản xuất ra các sản phẩm phục vụ cho công trình xây dựng, công trình dân dụng như cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn, tủ, vách mặt dựng, sản phẩm nhôm công nghiệp. Song song với đầu tư máy móc thiết bị, doanh nghiệp này còn đầu tư dây chuyền sơn nhôm tĩnh điện đứng tự động hoàn toàn. Nhờ hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ có mức tự động hóa cao, đã góp phần tiết kiệm 15% năng lượng tiêu thụ, tiết kiệm 20% chi phí nhân công. Điều này đã tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho chi phí đầu vào mỗi năm của doanh nghiệp và góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo môi trường cũng như tạo được tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Nhôm thanh định hình lâu nay thì coi như người Việt Nam thì cứ nhìn các cái hãng Đài Loan, nhưng mà quan niệm của tôi thì tôi muốn là coi như Việt Nam mình có một cái nhà máy, sản phẩm mình ra cho người tiêu dùng người Việt Nam mình cùng xài với nhau, cho hiểu biết được Việt Nam mình cũng sẵn sàng hội nhập đầy đủ cái hàng hóa để ra thương trường và người tiêu dùng biết đến cái nhôm thanh định hình Việt Nam. Theo đánh giá của Hội Nhôm Thanh Định Hình Việt Nam, để các sản phẩm nhôm thanh định hình do các doanh nghiệp trong nước sản xuất có chỗ đứng trên thị trường và tạo sự đột phá trong sự cạnh tranh, thì ngoài năng lực sản xuất, mỗi doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã. Ngành công nghiệp sản xuất nhôm thanh định hình trong nước đang bước vào giai đoạn đối diện với sự cạnh tranh từ các thương hiệu lớn nước ngoài và biến động của nền kinh tế thế giới. Nếu doanh nghiệp biết coi trọng chất lượng sản phẩm, đặt quyền lợi của khách hàng lên trên, thì ắt mang lại thành công.